Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Búi rắn trong chum gạo của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một ngày nắng gắt nhằm tháng 7 âm lịch. Tận 2 tháng trở lại đây, tổng quán văn này, thời tiết chẳng hiểu sao vô cùng ngột ngạt. Nắng từ đầu giờ mão kéo dài cho đến tận sẩm tối, làm cây cỏ héo rũ, ruộng đồng khô cằn. Nước trong làng gần như bốc hơi gần hết. Ngay cả cái giếng nhà ông chánh tổng họ Bùi quanh năm nước đầy ấm ấp, vậy mà nay cũng cạn đi phân nửa. Nắng to quá làm đời sống dân tình vô cùng mệt mỏi. Tính ra thì cùng lắm là trụ được thêm một tuần. Trong số đó khổ nhất phải là đám dân đen như đám ông Sử, vì chẳng thể ra đầm. Chẳng phải đám ông Sử chây lười mà là ruộng đất quá nứt nẻ, trồng cây gì dăm ba hôm cũng chỉ hoài công. Ngồi trong căn nhà ba gian tồi tàn, may mắn sau bên trái nhà có cây khế cổ thụ mọc, tán cây chùm một phần lên mái nhà, cho nên sức nóng cũng dịu đi được đôi chút. Nói là dịu đi, nhưng mà kỳ thực không khí vẫn rất bức bối và ngột ngạt. Chán nản nhìn ra khoảng sân đất ngập nắng, ông Sử phanh cả cúc áo. Cái quạt mo trên tay của ông xua phành phạch, cố át đi chút nóng nực đang bủa vây. Nằm gối đầu lên đùi của ông, đứa cháu nội lên 10 đang thiêu thiêu ngủ. Phần trán của thằng bé khẽ nhăn lại, xót dạn mồ hôi với tấm áo mỏng đã thấm ướt một đám. Thằng cháu ngủ say, ông Sử nhấc đầu nó lên kê vào cây gối mây rồi uể oải đứng dậy. Ông ngồi xuống ghế với tay châm một bi thuốc lào, xít một hơi đến vắng óc, rồi lật đật tiến ra gốc khế ngồi mài tiếp con dao quắm. Năm nay ngoài lục tuần, thân thể nhìn có vẻ lòng khầm, song ông Sử lại rất dẻo dai. Ở cái làng này ai mà không biết khi xưa ông Sử từng là một thợ săn có tiếng trong vùng, với kinh nghiệm tầm soát thú hoang hơn 30 năm. Sinh nghề tự nghiệm cái vận thợ săn ấy chẳng giáng xuống đầu của ông, mà lại vô tình cướp đi mạng sống của con trai và con dâu của ông. Hai vợ chồng vào trong rừng hái măng, suy quẻ thế nào bị con hổ tinh vồ cho lòi ruột. Nghe tiếng hổ gầm, dân làng khua chiêng khua trống kéo nhau lên. Lên đến nơi đã thấy hai cụ thi thể với ổ bụng bị rách toạc, ruột lòng bị ăn sạch, xung quanh chi chít dấu chân hổ. Nhìn hai thi thể bị cào đến thê thảm, ông Sử nghiến răng nhờ dân làng đứng ra để chôn cất. Cắm cho con trai và con dâu hai nén nhang lên mộ, ông Sử ngay lập tức băng rừng đi tìm hổ tinh. Một tuần sau, trước hai ngôi mộ còn chưa xanh cỏ, có một cái đầu hổ nằm trình hình ở đó. Cái đầu hổ ấy như là một lời thề độc rằng ông Sử sẽ giã từ cái nghề thợ săn, từ bỏ cảnh bắn giết. Ở vậy nuôi cháu, ngày ông cháu ông Sử lấy ba xào ruộng cạn làm kế sinh nhai. Lâu lâu nhớ nghề, ông Sử vẫn đem dao ra mài, đem cung ra bắn. Nhưng bảo vào rừng thì không. Ông sợ rằng cái nghiệp chém giết sẽ lại tìm đến nhà ông, vận và đứa cháu nội. Ngà nỗi đần gần đây nắng nứt đầm, cây sinh nhai duy nhất cũng bị cắt đứt. Không chỉ riêng ông Sử mà cả dân làng cũng bắt đầu đâm lo. Khảo thông có thể cầm cự được, nhưng mà liệu được đến bao lâu? Cùng lắm là một tuần lễ. Ông Sử cứ mài mãi con dao cho đến khi chất thép đập bén ngót mà ông vẫn chưa có dừng lại. Đang miên man trong dòng suy tính, chợt ông Sử giật mình khi nghe có tiếng gọi từ ngoài cầm. Bác Sử ơi! Làm cái gì mà đương nắng nóng ra ngoài sân ngồi thế? Tiếng gọi là của ông Hữu, một thợ săn trong làng và cũng là hàng xóm thân cận. Ông Sử ngẩng đầu lên thấy ông Hữu tiến vào sân. Nhà thấy bạn của mình ngồi đó, ông Hữu sắt lại rồi cười hỏi. Sao, quan bác nhớ nghề hả? Này, phen này khéo anh em ta về phá bỏ lời thề thôi. Không vào rừng khéo chết đói chết khát. Lời của ông Hữu nói như chạm đến tâm can của ông Sử. Sau khi tận tay chém chết con hổ tinh và chặt đầu nó, đem về cúng tế con trai và con dâu, ông Sử đã thề với lòng của mình sẽ không bao giờ đi săn thú. Song với tình cảnh này, gạo trong nhà đã cạn,
Khoai sắn cầm cự khăm khổ thì may ra được 3 ngày. Nếu không vào rừng thì biết kiếm đâu ra miếng ăn. Ông Sử tính nói một điều gì đó xong rồi lại thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Ông Hiếu hiểu bản thân của mình có rào cản khó bỏ cho nên liền bồi thêm. Phải vào rừng thôi. Mấy năm nay không có đi săn chắc cả đám thú vật trong đó sinh sôi lắm. Đám cái thằng Tạo chúng nó cũng rục rịch rồi. Còn chậm chân thì e là chết đói đó con ba cả. Ông Sử dùng mình nghĩ đến hai cái xác của hai người con. Xong càng dùng mình hơn nghĩ đến hoàn cảnh bi đát hiện tại. Trầm ngâm một lúc ông mới bảo ông Hữu. Thôi được rồi, con bác ngồi đây đợi tôi. Tôi lấy bộ đồ nghề năm nào ra mài lại cho chắc. Dây cung cũng phải căng lại mới săn lại được thú to. Nói rồi ông Sử lật đật tiến lại căn bếp sau vườn. Căn bếp này nằm ở phía bên trái. Cách gian nhà chính tầm 10 thước. Trước mặt bếp có một khoảng đất trồng rau. Sau nay cỏ gấu đất lan đầy. Có đám còn nhô cao lên đến nửa bắp chân. Cùng lúc đó tại một hang đất nằm cạnh dưới gốc cây dưới cuối vườn cũng đang diễn ra một việc. Nắng tháng 7 vàng như là một bó tơ ống ngà trải khắp mặt đất. Cạnh cửa hang khuất sau một bụi cỏ, một con rắn hổ mang rất lớn, da đỏ rực như máu, đang nằm phơi mình dưới nắng rát. Lớp da trên thân của con rắn bắt đầu khô rộp. Một tiếng tách nhẹ từ trong tấm da miệng bật lên. Con rắn hổ khẽ lắc cái đầu có những cục u dữ tợn, chiếc vỏ tuột dần xuống trượt qua khóe mắt. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của đời rắn, bởi lẽ con hổ mang này như đang lột da. Giống loài này một khi lột da sẽ rất yếu, vì lớp vỏ mới còn mỏng, ướt và dễ bị rách thủng, và do trước đó phải nhịn ăn để thân thể gầy bớt, thuận tiện cho việc thay da. Thế nhưng mà mối nguy chủ yếu lại đến từ đồng loại. Nhân lúc nó còn yếu, có thể dễ dàng ăn thịt, con rắn này sống ở trong hang đất trong vườn nhà ông Sử đã lâu. Thân dài bằng hai cái đòn gánh, to bằng bắp chân, đừng xếp vào loại xà vương trong thế giới của nó. Đang bóc tách lớp da đầu tiên, thì con hổ chợt giật mình vì nghe thấy một âm thanh lạ. Bản tính cảnh giác trỗi dậy, con hổ mang ngóc đầu, chiếc lưỡi đen xì lè ra cảnh giác. Có tiếng động rất khẽ ở lùm cây đối diện. Không cần suy nghĩ nhiều qua vị giác đầu lưỡi là nó hiểu ngay cớ sự. Con hổ mang nhìn chằm chằm vào phía bụi rậm rồi đột nhiên thu mình lại. Và linh tính của con rắn da đỏ quả không sai. Từ trong bụi rậm hai con rắn khác với kích cỡ rất dài. Thân to bằng bắp tay, da rẻ đồng một màu vàng óng với cái đầu to bằng bàn tay khẽ bò ra từ lùm cây. Hai con rắn mới đến ngóc đầu lên cao rồi gập xuống cùng lúc rất có nhịp điệu. Trong khi con rắn da đỏ càng lúc càng thu mình lại, tiếng rít phì phì cũng vang lên mỗi lúc một lớn hơn như dọa nạt. Song hình như là tiếng rít mạnh bạo đó chẳng mảy may làm cho hai con rắn đến tỏ ra kinh khiếp. Hai con rắn mới đến bện vào nhau như sợi dây thừng, hễ như là chúng đang cố tình trêu ngươi. Bằng cái rào phổi trước mặt con rắn hổ đang lột, hai cái đầu ngóc lên vật xuống rồi lại trườn đến rồi lại giật lùi. Hai cái thân vàng óng dập dìu lúc nhanh lúc chậm. Con mắt cảnh giác vẫn theo dõi nhất cử nhất động, trong khi con rắn hổ da đỏ vẫn cố gắng lột da nhanh nhất có thể. Bằng tất cả sự tinh khôn học được trong đời, con rắn da đỏ phải tìm cách kéo dài thời gian. Đôi rắn kia còn trẻ lại tự phụ ở thế kẻ mạnh. Hẳn chúng rất muốn chồng nó phát điên trước khi mà sơi tái thần xác. Bằng một cách nào đó phải lột da thật nhanh, không cần hơn một canh giờ, chỉ hơn 2 khắc mà thôi. Đôi rắn quái thai kia sẽ biết thế nào là một con rắn hổ mạnh mẽ đích thực. Con rắn da đỏ cứ lặng im quan sát trong khi thân thể vẫn nhích nhẹ qua một kẹt đá. Lớp vỏ đựng con rắn đỏ uốn mình bong ra từng chút tuột dần về đuôi. Nó nhắm mắt thẻ lưỡi đo đếm khoảng cách với hai con rắn da vàng và ước lượng độ lớn của cả hai. Đã quá muộn rồi, hai con rắn ác độc và tinh khôn kia bằng một cách nào đó đoán chúng được ngay, nó đang đổi lốt để xuất hiện. Một việc xưa nay chưa từng xảy ra. Trước khi lột ra, con rắn da đỏ đã lùm sục, đã cảnh giác, kể cả là mò mẫm mọi ngõ ngách trong triều đình của mình. Cẩn thận như vậy, vậy mà... Đôi rắn da vàng sau màn da hoan đã bắt đầu tách ra. Hai cái đầu với lớp da xù xì ngóc lên.
Đôi lưỡi đen xì thò ra thụt vào liên tục, với đôi cặp mắt ánh lên một cái nhìn quỷ quyệt và chết chóc. Bất thần một con rắn ngắn hơn vi đến mổ, cú mổ từ thân ấy vụt đến rất nhanh và dứt khoát, xong con rắn da đỏ may mắn thoát được. Bằng tất cả sự tôn nghiêm, nó gắng gượng mổ lại để chống trả, rồi rất nhanh rụt cổ lại. Con rắn da đỏ yếu ớt lùi sang, song thân thể vẫn bị dí sát vào gốc đất. Biết mình đã bị dồn vào gốc chết, con rắn da đỏ nghiêng đầu nhìn sang trái, tính rút nhanh vào bên trong hang, nhưng con rắn da vàng lớn ngang thân của nó đã án ngữ bên cạnh. Cái đầu con rắn da vàng lắc lư qua lại, đôi mắt vàng đồng to như đầu ngón tay út, nhìn chằm chằm con rắn da đỏ như là thôi miên. Và khi con rắn da vàng ở cửa hang bành mang lao đến, con rắn da đỏ biết mình đã rơi vào con đường tuyệt mạng. Trong lúc sống chết đó, chợt có một âm thanh xé gió lao đến, cùng tiếng động như là dao đâm vào da thịt. Con rắn da vàng ở cửa hang đang lao đến tính kết liễu kẻ thù, thì đột nhiên một mũi tên ở đâu phóng vụt tới. Mũi tên quá nhanh, sức tên bắn ra khỏi dây cung nặng tới 200 cân, đâm thủng đầu của con rắn da vàng, kim thẳng nó vào bờ đất. Con rắn da vàng quằn quại một lúc rồi buông thõng, phơi mình chết tươi dưới cái nắng rát ra. Thì có biến con rắn da vàng còn lại bèn ngóc đầu nhìn lại hướng mũi tên vừa bắn ra, bằng một động tác rất nhanh, nó lùi vội vào trong bụi cây gần đó. Con rắn da đỏ cũng nhìn chằm chằm về hướng ấy, khi thấy bóng người đang lao vội đến, nó cũng gắng gượng phi đi rất nhanh. Lớp da đã lột được 10 phần, thoát chết trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Con rắn da đỏ bỏ đi rồi, ông sử mới tất tả vạch bụi rậm lao ra. Vừa đi tới, ông vừa gào to gọi tên bạn của mình. Ôi bác Hữu ơi, bác Hữu, lại đi nhanh lên. Ông Hữu đang ngồi trong nhà rít thuốc lào, nghe tiếng gọi thẳng thút của bạn, ông vội vàng bỏ điếu chạy ra. Sẽ đến nơi, ông sử đang đứng đăm đăm bằng một khoảng đất nơi góc vườn. Ông Hữu tò mò chạy lại. Cái gì đây? Cái gì mà quan bác gào đi như chống thuốc siêu thế hả? Còn chưa để cho ông sử đáp, ông Hữu đã có cho mình câu trả lời. Nhìn con rắn da vàng bị mũi tên bắn nát đầu, đang kim chặt vào bờ đất mà ông khẽ rùng mình. Vốn là một thợ săn lâu năm trong hiệp thợ săn Quán Văn, đã có rất nhiều lần ông Hữu săn được rắn lớn, song lần đầu tiên trong đời từ lúc biết kéo dây cung, lần đầu tiên trong đời từ lúc biết làm thuốc dụ rắn, ông mới chứng kiến con rắn to như vậy. Con rắn này da vàng như mo cau, toàn thân béo mẫm chắc nịch, phần thân trên con rắn bị mũi tên ghim cho áp sát vào bờ đất cao ngang đầu gối. Vậy mà thân dưới vẫn cuộn lại to bằng cái mệt, đều biết chiều dài của nó thuộc loại bất thường. Cái giống này mà mổ cho một cái thì chỉ có nước chết chứ sao mà cứu được. Đánh rắn thì phải đánh cho dập đầu. Bằng kinh nghiệm lâu năm của mình, ông Hữu cẩn trọng tiến lại, toàn vơ lấy khúc cây gần đó rồi nhẹ đầu con rắn đập cật lực. Đến khi một mũi tên tuột ra, cái đầu con rắn đã nát bấy như là tương. Sự biết con rắn đã chết, song ông Hiếu vẫn không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh. Ông đã từng nghe người ta kể về giống loài hổ mang khổng lồ, có con còn nuốt được cả con chăn gấm. Dù bản thân là thợ săn lão luyện, song lúc đó ông Hiếu chỉ cho rằng đám ấy bốc phét cho vui. Thêm việc bao nhiêu năm vạch rừng săn thú, săn lớn nhất mà ông săn được chỉ to bằng bắp tay, thân dài bằng cái đòn gánh đà cùm. Vậy mà giờ đây khi mà thấy xác của con rắn da vàng này, ông mới tin những điều đám thợ săn ngày trước kể là sự thật. Bà Hoàng quay sang nhìn bạn của mình, ông Hiếu cả kinh lắp bắp. Sắn mò vào nhà hả bác? Mẹ tin sư nó chứ. Ở đâu ra mà lắm rắn lớn thế này? Tôi nhìn có thấy dùng mình ớn lạnh. Cái giống gôn này là nó ăn gì mà to lớn khủng khiếp thế? Ông Sử vuốt chòm râu lưa thưa lật đật tiến lại nhặt mũi tên. Cầm tên đặt vào trong vật áo, ông vừa lầu vết máu vừa bảo, nó có gốc có gác có ngọn nguồn hẳn hoi, chứ chẳng phải đương nhiên đâu quan bác cả. Hãng khoan đã, phụ tôi kéo nó vào sân giếng, hôm nay mình có miếng thịt bỏ vào mồm rồi. Ông Hữu qua cơn kinh hoàng lại đổi sang mừng quính. Trời khô nắng hạn, ruộng đồng nứt nẻ, gà qué chết dần chết mòn, đã hơn tháng trời chỉ ăn sắn luộc và rau dại. Ông Hữu cảm tưởng vị thịt ra làm sao mà không tài nào hình dung ra nổi. Có lẽ cũng đã quên mất. Đang còn thèm khát thì miếng thịt ngon dâng lên đến tận miệng,
Ông ấy nuốt nước miếng đánh cực, rồi cùng bạn của mình khiêng con rắn khổng lồ ra mảnh đất cạnh chung nước sau nhà. Nắm phịch con nghiệt xúc xuống khoảng đất rêu mốc, ông Sử nhanh chân trở lên nhà trên lấy con dao đem xuống cho bạn. Dì chết lột da và mổ thịt rắn thật là ngón nghề của ông Hữu, làng này đố ai vượt qua nổi. Múc nốt số nước còn lại trong chum ra cái thau gốm, ông Sử khệ nệ bưng thau rồi lại gần ngồi phịch xuống bảo: thật ra hôm nay tôi giết con nghiệt xúc này là để đền đáp ơn cứu tử của quan bác. Ông Hữu vừa rạch bụng rắn vừa ngạc nhiên hỏi: quan bác bảo sao? Giết chết con nghiệt xúc này để đền đáp ơn cứu tử, sao lại nghe lạ vậy? Vừa nói ông vừa rạch bụng của con rắn da vàng rồi moi hết ruột lòng ra. Ông Sử nhìn ra vườn sau rồi trầm ngâm một lúc. Sau khi đó động tác làm thịt rắn của ông Hiếu vẫn diễn ra rất thuần thục. Con dao cán đen trong tay của ông cạo nhẹ nhàng hai phần xương sườn, theo hướng từ đầu xuống đuôi con rắn vài lần để xương sườn và xương ống được giãn ra. Từng tiếng rột rột vang lên nghe đến lạnh gáy. Nhìn bạn của mình vài giây, ông Hiếu lại tiếp tục hướng phần bụng rắn lên, rồi ngay ngón tay cái tiến hành ấn mạnh ở hai bên sườn rắn xuống, đồng thời dùng ngón trỏ và ngón giữa với lực mạnh ấn đẩy phần xương sống lên. Có 15 lần thì phần xương sườn của con rắn da vàng gãy hết hoàn toàn. Cuối cùng ông Hiếu lặp lại câu hỏi ban nãy, trong khi con rắn thoăn thoắt tách phần xương sườn ra khỏi xương sống. Quan bác bảo sao? Giết chết con nghiệt xúc này để đền đáp ơn cứu tử, sao nghe lạ vậy? Ông Sử đắm chìm trong đoạn quá khứ xưa cũ, nghe tiếng của bạn nói ông giật mình một nhịp. Nhìn vào con rắn da vàng đã bị mổ banh bụng, ông trầm ngâm một giây rồi ôn tồn kể lại sự việc kỳ lạ diễn ra cách đây đúng 3 tháng. Đêm đó là một đêm trăng sáng, ông Sử hôm đó cùng đứa cháu nội đi ăn cỗ đám ma ở làng bên, buồn phiền vì mất đi một người bạn tâm giao. Về đến nhà, ông Sử lại lôi rượu ra uống, nốc cạn một bầu rượu, ông loạng choạng đứng dậy bỏ vào trong buồng nằm. Đứa cháu nội đang ngủ say, lâu lâu trong miệng của nó phát ra tiếng chóp chép, có lẽ dư âm của bữa cỗ vẫn còn chưa hết. Mệt mỏi ngả lưng nằm xuống, hơi rượu bốc lên đến tận óc, thêm việc gió từ vườn sau lùa đến man mác, đem theo hương hoa bưởi thơm dịu, cho nên rất nhanh sau đó ông Sử đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Ông Sử thiếp đi được một lúc thì trời nổi cơn giông gió. Gió thổi vù vù làm cho hai cánh cửa sổ đập thình thịch vào nhau. Ông Sử bị hơi lạnh và tiếng động quá lớn làm cho tỉnh ngủ. Huề oải chống tay ngồi dậy, ông Sử thấy đầu óc của mình quay cuồng, cổ họng khô rát. Lúc ấy chưa hoàn toàn tỉnh táo cho nên ông chưa hề nhận ra thằng cháu nội đã biến đi đâu mất. Vươn vai một trầm để thân thể đỡ đau nhức, ông Sử chồm người qua tính cả lại cửa sổ. Thế nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, ông chợt giật mình á khẩu. Sau cửa sổ buồng ngủ cách nơi ông Sử đứng cạnh, lạnh chân lạnh tay khoảng 3 cây chiếu hoa, có một gốc cây bưởi. Dưới ánh trăng hạ tuần yếu ớt, ông giật mình khi thấy có một bóng người mặc một bộ đồ đỏ rực đang đứng đó thập thò dưới gốc cây. Phần vì khoảng cách không gần, phần vì đôi mắt của ông Sử còn đang ngái ngủ, thêm việc chỗ kẻ kia đứng là gốc cây, tàn lá che một phần ánh trăng, cho nên ông Sử không nằm rõ. Chỉ thấy kẻ đó khá cao, toàn thân diện sắc phụng không giống người làng này, đứng im lìm trong màn sương mờ. Trong khi ông Sử còn đang há mồm kinh sợ, chợt kẻ đó lên tiếng trước, thanh âm khào khào, tiếng nói bập bẹ như là người hen suyễn, chỉ bập bõm được đôi 3 câu với giọng điệu hối thúc: tôi lạy ông, tôi sống trong hốc đất sau vườn, ông ra ao mau, cháu ông sẩy chân, tôi lạy ông. Ông Sử vùng dậy sau cơn mộng mị mới trải qua, thằng thốt ngó ra ngoài, bầu trời không hề có dông, gió vẫn liêu diêu thổi đem mùi hoa bưởi nhẹ nhàng bay về. Nhưng lúc ngó sang bên giường bên cạnh, ông Sử hoảng hốt khi không thấy thằng cháu nội đâu. Linh tính mách bảo có sự chẳng lành, ông Sử tá hỏa lao nhanh ra cái ao tù sau nhà. Và trong làn nước lạnh lẽo cạnh mé bờ, ông thấy đứa cháu nội đang ngụp lặn bị bõm ở đó. Ông Sử lao xuống kéo cháu lên cõng ngay vào nhà. Nghe bạn của mình kể đến đây, ông Hữu dùng mình lắp bắp: thật thế hả quan bác? Ông Sử vừa rửa xác con rắn da vàng vừa gật đầu: phải, tôi đem 3 đời nhà tôi ra thề với quan bác đó là sự thật. Đêm đó cái thằng cháu của tôi nó dậy nó đi đái đêm, lỡ ngơ thế nào xảy chân xuống ao bèo,
May mà có giấc mơ đó cho nên tôi mới tỉnh. Nếu không ai chắc tôi cũng thắt cổ chết. Đêm đó tôi cứ nghĩ mãi về lời nói của người áo đỏ lạ mặt. Nó cứ bảo là nó ở sau vườn nhà tôi. Mà vườn nhà tôi dạo đó thì quan bác biết rồi. Ngoài cái chuồng gà với cái ao tù thì toàn đất cát cỏ dại. Chứ lấy đâu ra chỗ mà cho người ở. Ông Hiếu gật đầu xác nhận. Ông Sử dõi mắt nhìn ra khoảng vườn khô cằn rồi tiếp lời. Sáng hôm sau tôi ra xem thử thì cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng mà lúc ra chỗ hang đất cạnh gốc cây suối, tôi tá hỏa khi thấy một con rắn da đỏ chậm chậm bò ra. Nó thấy tôi mà cũng chẳng có tỏ ý kinh sợ gì. Nó trườn lên cành suối, đuôi cóp lại trên cành và buông thõng người. Tôi thì tôi không rét mà run, ngã ngồi cả ra. Tôi đoán chắc là bóng người áo đỏ đó với con rắn này là một. Thế bạn của mình có vẻ không tin. Ông Sử lại tiếp tục kể về lần vào trong rừng sinh tử, cái đêm định mệnh đó đúng 3 ngày. Ngoài việc làm một người thợ săn gác kiếm, ông Sử còn kiêm thêm nghề bốc thuốc cứu người. Ông muốn lấy nghề đó như một cách chuộc lại những mưa máu gió tanh, như một cách làm giảm bớt nghiệp lực cho bản thân sau bao năm tắm máu chúng sinh bằng cung tên đào kiếm. Hôm đó ông Sử cùng thằng cháu nội đang ngồi ăn cơm tối. Mâm cơm hôm đó có món canh mùng tơi, vài quả cà pháo và đôi con cá khô. Với ông Sử bữa ăn như vậy đã gọi là sang, bởi lẽ làng này mới trải qua nạn lụt chưa lâu, còn cơm canh ăn đã là phúc tổ 3 đời. Đang ngồi phanh cúc áo ngừng ra cho đỡ nóng, Trần hay ông cháu giật mình khi nghe tiếng chân người đi rất vội, kèm theo đó là tiếng nói đứt hơi. Ông Sử ơi, ông sang thăm bệnh cho bu con với. Ngẩng đầu lên thấy kẻ ấy tiến hẳn vào bậc cửa. Ông Sử nhắm mắt nhìn ra thì nhận ra người đến đó là thằng Hách. Ông Sử với thằng Hách vào nhà rồi bảo: "Thế bố mày làm sao mà đêm hôm còn băng rừng tìm đến đây? Ông lang bên làng mày đâu?" Hách tự rót cho mình một bát nước rồi uống gừng ngực, đưa vật áo quẹt mồ hôi. Hách nói bằng một giọng rất khẩn trương: "Ông lang làng con đi thăm bệnh xa chưa về. Bố con chẳng hiểu sao ăn cơm xong lại cứ khò khè như người khó thở, càng lúc càng mệt. Ông sang thăm bệnh giúp con. Bố con có bệnh hệ gì thì con chết mất." Ông Sử húp vội bát nước sau rồi đi nhanh vào buồng lấy cái cháp gỗ. Thấy thằng cháu ở nhà một mình không yên tâm, ông vội giục cháu của mình ăn cho nhanh rồi theo mình. Thằng cháu nội vào vội bát cơm rồi tất tả theo ông. Thằng Hách nhanh nhẹn cõng thẳng thằng bé lên vai, cẩn trương đưa ông Sử về nhà. Ba bóng người đi nhanh vào màn đêm u ám, lúc con trăng đang bị tầng mây đen che khuất. Bó đuốc trong tay của thằng Hách soi sáng một khoảng, lập lòe vì gặp gió mạnh. Nhà thằng Hách ở ngôi làng kế bên, nói là kế bên song hai làng cách nhau một quãng đường khá xa. Nếu như đi theo đường chính, cứu người như là cứu hỏa, ông Sử cùng thằng Hách quyết định không đi theo lối đó mà chọn con đường tắt. Ấy là băng rừng cho nhanh, dù đường rừng ban đêm lắm sự kỳ quái. Vì ban nãy băng rừng sang đây cho nên thằng Hách đã thủ theo quân rào quắm. Quãng đường rừng kéo dài mấy dặm này lắm dã thú sinh sống. Đi đêm cứ phải cầm theo con dao thủ tế cho yên tâm. Đưa thằng bé con cho ông Sử cõng, một tay thằng Hách cầm đuốc, tay kia cầm con dao đi trước dẫn đường. Đi chừng được nửa dặm đường thì ông Sử cùng thằng Hách đang vội, nhưng cũng phải cựng lại nhìn nhau, vì cả hai đều nghe thấy tiếng kêu ngào ngào yếu ớt. Xe trốn rừng rú hoang vu mà lại nghe tiếng mèo gào, dân trong vùng quan điểm điều ấy là điểm gờ. Cánh thợ săn hay gọi đây là ma cản đường. Phạm là khi vào rừng mà nghe tiếng này phải lập tức đi giật lùi đủ 7 bước, sau đó quay ngược ra chứ không được tiếp tục hành trình. Dù không phải là phường thợ săn như ông Sử, song thằng Hách cũng biết đây là điều không lành, vội quay sang thằng Hách xanh mặt rồi bảo: "Ông ơi, hay là mình đi ra đường cái đi, lỡ mà ông có bể gì thì con ăn hận chết." Ông Sử dù trong lòng cũng thích rậm rột, xong nghĩ đến bệnh nhân đang nằm đợi mình, ông liền cắt: "Quay là quay làm sao? Mày tính để bu mày chết ở nhà hả? Đi mau đi, lo vớ vẩn gì thế?" Thằng Hách dù trong lòng cũng có chút hoang mang về điểm báo không lành, xong nghĩ lo cho người mẹ già đang lâm bệnh, lại thấy ông Sử quả quyết, hay cũng sốc lại tinh thần rồi tiếp tục đi trước dẫn đường. Đi thêm chừng nửa dặm thì một lần nữa cả ba cựng lại nhìn nhau, bởi lẽ đoạn rừng này là một bãi đất trống. Ánh trăng không bị tầng mây cổ thụ che lấp cho nên soi sáng một khoảng rộng.
Khi vừa đặt chân đến, lúc đánh ánh mắt sang phiến đá xanh cạnh đó, cả ba hoảng hốt khi thấy một con rắn với lớp da đỏ tươi như máu đang nằm cuộn mình ở trên đó. Con da rắn này to lớn, đầu có màu, hình tướng nòm rất giống con rắn sống sau vườn của nhà ông Sử. Thế ba người đang đứng nhìn mình, con rắn cũng ngóc đầu lên, từ khuôn miệng đỏ lòm đó những tiếng rít lên khè khè cực man dở. Ông Sử rối bời chắp tay rồi khấn rằng: nếu là ngài đội lốt không cho con làm nữa, con sẽ dừng công việc này lại. Nhưng nếu ngài hiện lên ghi nhận những chuyện con đã làm cho dân làng, thì mong ngài cho phép con được tiếp tục. Người bệnh đang chờ con ở bên làng, xin ngài chứng cho. Nghe ông Sử khấn xong là thấy con rắn da đỏ khép miệng lại. Cái đầu của nó rụt lại, cái đuôi ngoe ngoẩy và rất nhanh trườn vào bụi rậm ven đường. Thế con rắn đã bỏ đi, ông Sử cũng nhanh chóng thúc giục thằng Hách đi luôn kẻo hỏng chuyện. Sao đến nhà bà cụ thân sinh ra thằng Hách đang nằm trong buồng, mặt mày tím tái hơi thở khò khè. Mới nhắc qua ông Sử đã hiểu sự tình. Ông hối thằng Hách lấy cho mình một cọng lông gà rồi kinh như vậy đè ngửa cụ ra, rồi chọc lông gà vào trong hỏng. Hai ba lần như vậy thì bà cụ vội vàng trở mình, kháng ra một bãi đầm đặc quánh với một búi rong uống đút nút trong cổ. Ông Sử lúc này liền gắt: lần trước tao đã dặn là bu mày còn yếu, chỉ cho hút cháo loãng mà mày không có nghe. Đầm đầy cổ thế này là còn bị búi rau đút nút, chưa chết đây là may mắn lắm rồi đấy. Mẹ con của thằng Hách phái ông Sử như thế sao? Thấy trời đã tối, thằng Hách đề nghị ông Sử ở lại nhà nghỉ ngơi một đêm, nhưng ông Sử một mực từ chối. Này nề không được, Hách ta bèn đem đôi gà mái tơ xin biếu ông Sử. Ông Sử từ chối mãi không được đành nhận cầm gà, cầm theo cây đuốc và cõng cháu nội vượt rừng về. Men theo con đường cũ, ông Sử và thằng cháu cứ như vậy công kênh nhau đi. Càng đi sâu vào trong rừng, không khí càng ẩm ướt, hai ông cháu cứ như vậy lầm lũi dạo bước. Xong lúc đi ngang qua vạt suối, cả hai kinh hãi thấy một thi thể đàn bà nằm chết ngửa bụng ở lòng suối. Tự nhiên trong lòng của ông Sử chợt xuất hiện một linh cảm lạ. Đứa cháu lúc ấy cũng mới thức, nó hoảng sợ hết mình vào lưng của ông, toàn thân run lên bần bật. Thì cháu của mình cũng chung một cảm giác, hai tay lại lình kình nào đuốc nào gà. Ông Sử tặc lưỡi đi luôn. Chẳng hiểu sao trong lòng của ông lại có một thôi thúc mãnh liệt rằng phải tránh xa cái xác của người đàn bà này, lại gần thế nào cũng mang họa. Nhưng mới đi độ được 20 bước chân thì bất ngờ trời đổ cơn mưa lớn. May mắn sao sát bên đường mòn là có một cái hang, ông Sử đành phải lao vội vào đó để trú mưa. Vừa vào đến cửa hang thì sấm sét nổi đinh đinh tai. Thằng bé cháu bị tiếng sét làm cho càng sợ, nó bấu chặt lấy tay của ông, cực chẳng đá ông Sử phải tiến sâu vào trong hang để tránh báo bụng răng đầy trước mặt. Đứng lặng im với cây đuốc trong tay, ông Sử đảo mắt khắp lượt, không biết hang động nơi hai ông cháu trú mưa sâu thế nào, chỉ thấy bên trong đó là một khoảng tối đen. Đứng chờ ấm thần, chợt ông Sử giật mình khi nghe từ trong bóng tối thâm u vọng ra một tiếng khóc rừng rức. Tiếng động ấy ban đầu ông tưởng là tiếng gió rít, nhưng càng lúc tiếng động cất lên càng to và rõ hơn, xoáy vào óc ông như mời gọi. Ông Sử giơ cao bó đuốc, cố tìm xem có chỗ nào có ánh sáng, chỗ nào có khe hở để gió thổi vào. Thế lòng của hang động rộng mênh mông, ông ngẩn người nhầm chừng nhưng mà chẳng thấy gì ngoài bóng tối bí hiểm. Như có ma lực vô hình thúc giục, ông Sử lật đật dắt tay của đứa cháu đi sâu vào lòng hang để xem xét. Theo mỗi bước chân của ông, khi bó đuốc dọi đến, đám chuột bò kéo nhau chạy thành đàn vào bên trong. Và khi đứng chừng 50 thước, ông Sử giật mình khi thấy trong lòng hang lại có một hồ nước sâu không thấy đáy. Cả đám tiến lại gần để xem xét sự tình, đầm vào mắt của ông là một cảnh tượng kinh dị. Cành tảng đá nhắn tín nằm cạnh mé bờ, có một thi thể nằm chết ở đấy, toàn thân cái xác mặc một bộ đồ nâu nhạt, mái tóc xõa ra dập dềnh trong nước rất ma quái. Đột nhiên đứa cháu nội mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp: ông ơi, cái xác ban nãy nằm ở ngoài suối đó. Ông Sử cả kinh vì vừa nhận ra điều quái đản ấy. Bản thân của ông cũng không thể hiểu được tại sao cái xác ban nãy còn nằm ngoài suối, tại sao giờ này lại có thể nằm ở đây. Điều này cũng khiến cho ông nghĩ ngợi, không hiểu có bí ẩn nào đó chăng. Còn đang ngây người nhìn cái xác
thì đột nhiên ông Sử rùng mình như có một luồng điện xẹt ngang. Ngay lập tức ông vô thức tiến lại hồ nước. Dù cho đầu óc của ông vẫn còn tỉnh táo, song tứ chi không nghe theo sự điều khiển, càng lúc càng tiến lại gần mép nước. Đứa cháu thấy ông của mình khác lạ thì tái mặt kéo tay của ông lại, nhưng ông cứ đi, thậm chí đứa cháu còn bị ông kéo lê sình sịch trên nền đất. Bàn chân vừa tiến đến gần mép nước thì bất thình lình từ trong góc tối có một con rắn lớn cỡ bắp chân người, toàn thân của nó đỏ au, đầu có màu phi ra chắn lối. Con rắn nhìn ông Sử thở phì phò làm trông kinh hãi á khẩu, chôn chân tại chỗ, không dám cả thở mạnh. Hồn phách gần như là hội tụ đủ, đầu óc đã có thể khống chế được tứ chi. Con rắn da đỏ có màu này chính là con rắn quẩn mình trong tảng đá khi ông theo thằng ngách về nhà. Giờ này nó án ngữ trước mặt của ông, đầu óc cao mang bệnh răng hết cỡ vì tiếng rít khè khè cực kỳ ma quái. Thoát cái con rắn lao vút vào bóng đêm, nhanh như cắt nó xuất hiện. Hoàng hồn ngã ngồi xuống, ông Sử càng khiếp đảm hơn khi thấy cái xác đàn bà dưới lòng hồ đã biến mất. Biết mình gặp ma chết nước, ông Sử cuống cuồng xốc thằng cháu nội lên, cầm theo cặp gà rồi chạy bán sống bán chết về làng. Về đến nhà mất một lúc rất lâu, ông Sử mới hoàn hồn. Đêm đó ông thắp nhang khấn vái tổ tiên rất lâu và chẳng thể nào chợp mắt. Tình mơ hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên bắt đầu le lói chiếu xuống mảnh vườn sau, ông Sử lúc này vội vàng đi ra cái hang đất sau vườn. Đó là lần thứ tư ông diện kiến con rắn da đỏ đầu có màu ấy. Thế ông, con rắn còn đang nằm trong hang chẳng có thù địch. Nó ngóc đầu nhìn ông rồi lại cuộn mình nằm thù lù một đống. Vô lẽ mọi chuyện ông Sử lật đật trở lên nhà trên. Ông cắt tiết một con gà đem đặt cạnh miệng hang, như là đền đáp ơn nghĩa đã cứu ông cháu ông hai lần thoát khỏi hiểm cảnh. Sau lần ấy, lâu lâu ông Sử vẫn thấy, khi thì con cẩy, khi thì con chuột chung to bộ nằm chình nghịch ở cửa. Trên xác ấy có dấu răng rắn rõ ràng. Ông hiểu con rắn da đỏ cũng là loài giống hiểu chuyện. Nhớ ơn con rắn dần dà, mỗi lần có thịt con gì ngon, ông đều đem ra miệng hang đặt để đó để tạ ơn cứu tử. Nghe bạn của mình kể đến đây, ông Hiếu liền tò mò. Bác bảo con rắn da đỏ đó với con nghiệt xúc này là thế nào? Ông Sử cầm xác con rắn bị mổ phanh bụng trong tay, với cái đầu đã bị cắt cụt, rồi phán một câu xanh rợn. Nó là rắn phu thê. Bác bảo sao? Rắn phu thê? Phải. Từ khi tôi biết ân nhân của mình sống ở hang đất sau vườn, nên đã cất công để tâm quan sát. Tôi thấy con rắn da vàng này với con rắn da đỏ kia là một cặp. Nào ngờ đến lúc con rắn da đỏ bắt đầu lột da, thì con nghiệt xúc này dẫn nhân tình về tính ăn thịt. Tôi chứng kiến chúng nó vây giáp con rắn da đỏ kia. May mà tôi bắn chết cái con rắn cái, con rắn được kia chạy thoát, đúng là tấm trò đời nghiệt ngã. Ông Hiếu vỡ lẽ biển nói, nó chết đáng đời lắm, thôi, bác để tôi băm nó ra làm chả đánh chén chơi. Ông Sử gật đầu bảo, thế bác để tôi sang mời lão Danh sang đây, và chúng ta chén tạc chén thủ với nhau một bữa cho ra trò. Nói rồi hai người chia nhau ra ai làm việc nấy. Nắng chói chang hắt hơi nóng xuống hừng hực, làm cho mồ hôi trên mặt của Sử nhễ nhại. Đội cái nón mê lên đầu, ông Sử lúc này vội vã đi ngay, nhắm thẳng hướng nhà của bạn mình mà thẳng tiến. Ở làng này ai cũng biết ông Sử, ông Hữu và ông Danh là ba người bạn thân. Trong khi ông Sử và ông Hữu có chung một hoàn cảnh, ấy là vợ của hai ông đều đã mất, thì ông Danh vẫn còn vợ. Bà Danh làm nghề đồng cốt, có lập hẳn một điện thờ ở nhà. Trong con mắt của làng, bà nổi tiếng là một người đàn bà chua cay, lắm mưu nhiều kế. Hai ông bà sống với nhau đã mấy chục năm, xong tìm đường con cái. Vì tính cách khó chịu cho nên chẳng được lòng dân làng. Thời cuộc dạo đó còn tối tăm, như bao nhiêu ngôi làng khác. Làng này còn nặng nề tư tưởng mê tín dị đoan. Và trong làng lại chỉ có một mình bà Danh là cô đồng. Thành ra dù cách đến mấy, người ta cũng phải nể sợ. Quay trở lại sẩm tối ngày hôm ấy, món thịt rắn thơm lừng được bày ra với đủ 6 món. Trong mâm rượu ấy có đủ mặt 3 ông, thêm thằng cháu nội của ông Sử là 4 chân ngồi xếp bằng. Bữa nhậu đó đang vào lúc cao trào, hơi rượu xốc lên tận óc, làm trông Sử mở cả mắt nói năng mất kiểm soát. Sau khi nghe ông Danh gặng hỏi sự tình,
Vì sao có lắm thịt rắn đến như vậy? Ông Sự thật thà thuật lại hết sự việc mà chẳng mảy may nghi ngờ. Chén tạc chén thù được một lúc, ông Sự bỏ lên ngồi uống trà. Ông Hiễu cũng đã lăn quay ra ngủ. Nằm bên cạnh ông Danh dù mắt đã nhắm nhưng kỳ thật là còn thức. Trong đầu của ông cứ miên man suy nghĩ mãi về câu chuyện con rắn đỏ cứu tử hay ông cháu ông Sử. Đang chìm đắm trong mớ bòng bong, trẻ đông Danh giật mình khi nghe tiếng động rào rào. Thanh âm ấy nghe như là một tiếng gì đó kéo lê trên mái nhà. Lắng tai nghe thật kỹ, ông Danh chợt hoang mang, mắt nhìn ông Sử vì tiếng thở phì phò vọng xuống. Cộng với âm thanh đó thì từ mái nhà có một vật gì được thả rơi, chạm xuống sân nghe đánh cạch một tiếng. Ông Sử sớm đã quen với âm thanh cho nên vội vã đi ngay. Nào ngờ đâu thứ rơi trên mặt đất là một cái hộp gỗ. Cộng với đó là một đuôi con rắn da đỏ mới rút nhanh khỏi mái nhà. Ông Sử ôm vội cái hộp đi vào buồng với tâm thế hồi hộp. Cẩn trọng mở cái hộp ra, ông thất kinh khi thấy bên trong có 10 nén vàng ròng. Thứ ánh sáng kim tiền hắt ra làm trông hoảng loạn. Lần đầu tiên trong đời từ khi nứt mắt Danh cho đến khi tóc đã muối tiêu, ông mới thấy số vàng nhiều đến như vậy. Ông biết con rắn da đỏ trả ơn ông vì cứu mạng nó trưa nay. Số vàng này lớn quá, khả dĩ có thể giúp ông dựng lại căn nhà như sở cầu bao năm. Phần còn lại có thể thành thời sống đến mãn kiếp. Ông Sử mân mê đống vàng một lúc, rồi giấu vội vào dưới gầm chạn bát. Cẩn trọng hơn, ông còn lấy bao ngô chắn ngang cho chắc chắn, đoàn tiến ra vườn sau. Tất cả hành động đó đều không thoát khỏi con mắt của ông Danh. Xong xuôi hết tất cả mọi việc, ông Sử lật đần trở lên nhà ngoài. Ông Danh cố gắng nằm im nín lặng một lúc rồi giả bộ trở dậy. Thế bạn của mình ú ớ tỉnh ngủ, ông Sử lúc này vội giục: "Ô hay, thế sao quan bác không có ngủ thêm đi, dậy làm gì?" Ông Danh vươn vai ngáp dài, cất tiếng khề khà như người say rượu: "Mải rượu quá tí thì quên. Đêm nay tôi phải về chuẩn bị để cho bà nhà tôi dâng hương cúng thánh, ở đặng xin dân làng qua nạn hạn hán này. Việc này mà bỏ lỡ thì phải tội chết." Nghe bạn của mình nói vậy, ông Sử vội hối: "Chết thật đó, cái việc này là việc trọng đại lắm. Quan bác đừng có bỏ lỡ, kẻo làng ta phải chịu hạn thêm. Mà say thế có về được không, hay là để tôi dìu quan bác về?" Ông Danh lúc này xua tay: "Thôi, nhà gần thế phiền bác làm gì. Tôi đi tiểu cái rồi tôi về luôn. Bà cứ đóng cửa nghỉ ngơi đi kẻo mệt." Nói rồi không đợi cho ông Sử nài thêm, ông Danh giả bộ ôm bụng rồi tiến ra nhà xí. Kỳ thật là ông Danh đi vội ra vườn sau, chọn một chỗ kín đáo, ném ánh mắt quan sát về cái hàng rắn mà ban nãy ông Sử đã vui mồm kể. Dưới ánh trăng vàng hắt xuống định thần quan sát, ông Danh thiếu điều té đái cả ra quần vì thấy một tấm thân đỏ rực như máu tươi đang khẽ trườn trong hang. Hoảng hốt, ông Danh vội vàng trở ngược lên đi thẳng ra cầm. Trong đầu óc của ông hàng xóm nham hiểm này đã vạch ra một kế hoạch cực kỳ tàn nhẫn. Về đến nhà, bà Danh đang nằm ngủ trên chõng tre, vẫn tướng nằm thấy ghét. Ông Danh sổng sộc đi vào nhà lay vợ dậy gấp. Bà Danh đang chìm sâu trong giấc ngủ, bề chồng khua dậy, bà liền bật người rồi ngẩng đầu lên nhìn chồng rồi hỏi: "Ủa, ông đi đâu giờ này mới về, mấy giờ rồi?" Ông Danh vội hối vợ: "Giờ này còn nằm ườn ra đây hò, dậy mau đi, có chuyện rồi." Bà Danh lồm cồm ngồi dậy, vừa đưa tay vấn tóc vừa nhắc lại câu hỏi: "Mấy giờ rồi?" Ông Danh vừa sốt sắng giục vợ ra nhà ngoài vừa nói: "Chừng nửa đêm, bà ra đây ngay tôi bàn việc này." Là đần theo chồng vừa đi, bà Danh vừa cằn nhằn: "Ông đi nha, không có lo làm ăn gì cả. Tối ngày lo nhậu rượu chè đàn đúm, tôi hết tiền tiêu rồi đó, không còn đồng trinh các bạc nào đâu. Dân làng bây giờ chúng nó khôn lắm rồi, mấy cái trò buôn thần bán thánh của tôi đã không còn đất dụng võ đâu. Bây giờ ông tính sao thì tính đi." Ông Danh kéo vợ ngồi xuống run rẩy nói bằng giọng tự tin: "Bà cứ yên chí đi, mình sắp giàu to rồi. Đảm bảo với bà là tiền vô như nước, tiêu hoài, tiêu thả cửa." Bà Danh lúc này ngờ vực hỏi: "Trời đất, tên làm gì mà giàu thế, ăn trộm mà. Cái thời buổi này làm ăn khó thế mẹ." Ông Danh rót một cốc nước vào cho vợ rồi thuật lại nguyên văn sự tình. Sau khi hiểu thấu mọi chuyện,
Bà Danh lúc này liền hoảng hốt. Có thật không? Có thật là ông thấy lão ấy giấu vàng ở gầm trạn không? Trời đất ơi, bé bé cái mồm thôi. Bà định gào toáng lên cho cả làng nó biết đó hả? Bà Danh gật đầu vội, đoạn gỡ tay của chồng rồi run rẩy bảo. Sao ông dại thế? Sao không có đợi lão ấy ngủ rồi trộm về đi? Về còn kể với tôi thì giải quyết được cái gì? Ông Danh ngã gẩu mấy giây rồi nhăn mặt bảo. Đúng là cái ngữ đàn bà, dù sao cũng không đái qua ngọn cỏ. Sao mà bà nghĩ nông cạn thế? Nó là của cải của con rắn, nó có tánh linh. Mình khơi khơi ôm của ra khỏi nhà của nó đó, mà không sợ nó tìm đến đòi nợ hả? Cái giống ác độc ấy nó thù dai lắm. Bà Danh tiếc của hồi hội, bà thẫn thờ nhìn chồng rồi bảo. Thế chả lẽ là vàng ngay trước mắt lại để vụt khỏi tay? Ông Danh lúc này vội hối. Vậy nên tôi mới lao về gặp bà đây. Bây giờ bà sang ngay nhà thằng chánh tổng rồi làm thế này. Nghe chồng giảng giải xong, bà Danh khẽ trợn mắt ổ lên vì âm mưu của chồng bà cao siêu và thâm độc quá. Vội vàng thay nhanh bộ đồ lễ, bà Danh tất tả sang tìm nhà chánh tổng, trong khi ông Danh ngồi trầm ngâm ở nhà chờ lúc hành sự. Kiểu lúc đó tại nhà của chánh tổng đằng này, đêm nay cụ chánh vẫn âu sầu ngồi bên thềm nhà, ánh mắt đã ba phần mờ đục, vẫn ngước lên nhìn con trăng quần. Nạn hạn hán kéo dài quá lâu đã đẩy làng này vào bước đường cùng. Thân làm người đứng đầu trong làng, chưa đêm nào cụ chánh có thể yên giấc. Đang chán nản ngồi than trời thì từ ngoài cổng có người hàng xóm thích cụ còn thức cho nên vào chơi. Đó là ông Đồ Khả. Ơ kìa, cậu vẫn còn ngồi đây sao, quá nửa đêm rồi. Thân nhau từ thuở chăn trâu cắt cỏ, hay ông cụ vốn có chỗ giao tình. Nay thấy bạn của mình qua chơi lúc đêm muộn, cụ chánh kêu con sen đem bình trà ra để đàm đạo cùng cụ Đồ một phen. Không ổn gì cụ à, con trăng nó quẩn quá, thế này khéo mà hạn to. Mà thường thì hạn hán kéo theo nạn bệnh dịch, tôi là tôi sợ dân làng của mình nguy to chứ chả đùa. Cụ Đồ Khả vuốt râu cười rồi vỗ đùi bạn của mình rồi bảo. Tôi sang đây gặp cụ là cũng vì sự ấy, cái làng mình sắp thoát nạn hạn hán này rồi. Ơ, cụ bảo vậy là nhẽ làm sao? Cụ Đồ vẫn giữ phong thái điềm đạm rồi đáp. Hôm nay tôi bảo thằng học trò ra đồng vặt cho tôi một ít cỏ gà. Tôi xem hết thảy thì thấy cỏ gà màu trắng tức là điểm nắng đã hết. Dân gian vẫn bảo là trời đang nắng cỏ gà trắng thì mưa đó là gì? Cụ tránh vội hỏi. Ô, có thật vậy không hả cụ? Phải, tôi cũng bán tín bán nghi cho nên tôi trực tiếp đi xem. Mới ra đến bờ ao thì thấy đàn kiến đen nó tha trứng lên cao. Mà đó là điểm báo thế nào cũng có mưa rào rất to. Chúng nó là loại côn trùng sợ nước, sống ở dưới đất, trên các cành cây, trong các khe nứt của tường. Nếu mà độ ẩm không khí thay đổi, át trời sắp mưa, kiến nó phải đi di cư để lánh nạn. Đặc biệt là kiến đen đi cụ, nội nay mai thôi là mưa. Cụ Đồ mừng quá chưa kịp nói câu gì thì thằng Mõ đã lao vội vào. Thằng Mõ lúc này thằng thút bảo. May quá có hai cụ ở đây, mời hai cụ dân định ngay, cô đồng Danh tìm gặp. Nghe bảo thánh hiển linh chỉ cho cách thoát khỏi cơn thiên tai. Nghe thấy lời ấy, hai cụ già ngờ vực nhìn nhau xong cũng vội ra đình. Ra đến đình rồi, hai cụ thấy có rất đông các bậc chức sắc đã có tề tiệu đầy đủ. Nhắc thấy cụ tránh chống gậy tới, đám người đó nhất tề đứng dậy nhận vị trí chủ sĩ cho cụ. Sau khi đợi cụ tránh yên vị ở cái ghế chính giữa, bà Danh bắt đầu bịa chuyện theo đúng những gì chồng của bà đã dặn. Bẩm các cụ là hôm nay tôi mạn phép cho thằng Mõ đi mời các cụ ra đây giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, là vì việc này có liên quan đến sinh tử của làng ta. Đó là việc thánh báo mộng chỉ cách giết trừ yêu quái đem mưa đến cho làng mình. Cả đám nghe lời đó thì hoảng hốt nhìn nhau. Làng này vốn dĩ dân làng còn rất là mê tín, phàm là việc liên quan đến quái âm hay thần thánh đều làm cho người ta sờn cả gai ốc. Nay nghe chồng của bà trong làng phán một câu xanh dần như vậy, tất thầy thì đám ấy đều dấy lên một nỗi bất an trong tâm khảm. Ngồi cạnh cụ chánh, Lý Trường Thiêm vội hỏi. Có sự gì thì xin cô cứ nói rõ, trong làng này chỉ có duy nhất mình cô có mối liên kết vô hình với chư vị thần Phật. Nếu là việc thánh nhân báo mộng thì đúng là phước đức cho làng ta. Bà Danh ra chiều bí hiểm, vừa bòm bèm nhai trầu, vừa thuật lại sự việc bà gặp thánh. Rồi cho câu chuyện đó bị đặt, xong làm cho đám chức sắc và ngay cả cụ Đồ Khả cũng phải toát cả mồ hôi.
Thể theo câu chuyện của bà, một canh giờ trước bà Đồng Danh đi vào miếu sơn thần thắp nhang cúng vái để xin mưa. Lúc cúng xong, trên đường về bà thấy bên cạnh một con suối cạn, nằm cạnh một con đường rừng âm u, đã xảy ra một sự lạ. Đó là dòng nước cao ngang mắt cá chân sôi sục lên, liền sau đó thì dưới làn nước vụt lên một con cá chép trắng to cỡ bắp chân của người trưởng thành. Bà Danh định dọi đúc xuống xem cho thật kỹ thì thấy con cá chép có phần nửa đầu như con rồng trong tranh vẽ, hai râu dài cứ một gang tay đang nằm bẹp dưới đất, rồi đôi mắt u uất nhìn bà chằm chằm. Bà Danh kể đến đây thì ông Đồ Khả nói chen: dân gian có câu là chim xa cá nhảy, nghĩa là nếu bất chợt chim xa xuống và cá nhảy lên thì người ta thường quan niệm đó là điều bất thường, báo hiệu một điểm không may. Đám chức xác ổ lên rồi lại dõi mắt nhìn về hướng bà Đầm. Bà Danh tiếp tục thuật lại với một giọng điệu nghiêm trọng hơn: thế con cá chép dẫy như là sắp chết, thương cảm bà bèn mang con cá thả xuống lòng suối thì hai ba lần nó đều bật ngược trở lại, dây ngay chân bà như là muốn níu chân lại. Biết có điểm lạ, bà Đồng liền ngồi xếp bằng, tay bắt ấn tam muội rồi lẩm rẩm khấn vái. Thức thì con cá chép trắng với nửa đầu rồng đó nó vụt mất như một làn khói mờ ảo rồi tan vào trong màn đêm đen đặc. Định thần suy nghĩ sự lạ thì bất ngờ bà Đồng cảm nhận có ai đó đang từ phía sau nhìn mình chằm chằm. Bà Đồ bất giác quay lại thì nhận ra đó là một ông cụ. Không, đúng ra là một thân ảnh mờ mịt, dáng dấp như một cụ già trong bộ đạo bào cổ xưa. Cụ già râu trống bạc phơ, toàn thân toát lên một vẻ uy nghiêm tột bậc. Xung quanh tỏa ra một làn hơi sương mờ ảo với ánh ngũ sắc như là vầng hào quang. Bà Đồng biết ông lão này không phải là người thường cho nên lùi lại mấy bước, chắp tay vái liên hồi rồi khẩn khoản tấu trình: bẩm thần nhân, con là cô Đồng trong làng, con vào đây xin mưa cho dân làng con đỡ khổ, nếu làm gì mạo phạm xin thần nhân rộng lượng bỏ qua. Bà Đồng vái dầm người xuống đất, liền sau đó bà nghe một thanh âm đầy uy mãnh. Thanh âm ấy phát ra từ ông cụ, đích thần là bậc thần nhân trí cao vô thượng: ta biết bà tới đất này nên cố tình hóa ra con cá chép trắng để giữ chân bà lại, mong nhờ cậy một việc. Bà Danh lúc này kinh hãi nói: xin thần nhân cứ giao phó, phận con xin nghe theo sự sắp đặt của ngài. Ông cụ râu tóc bạc phơ trong bộ đạo bào cổ xưa khẩn khoản đáp: ta vốn là thành hoàng làng của làng này, ta ngự ở đây đã 400 năm. Ngàn nỗi Ngọc Hoàng có lệnh sai ta coi sóc một mảnh đất độc ở cách đây 800 dặm. Từ lúc ta đi ở vùng này có một con yêu tà đang lộng hành ngang ngược. Tuy chỉ là 100 năm đạo hành, thế nhưng nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đã lâu, cho nên pháp lực thâm hậu lắm. Chính nó đã làm cho làng này gặp nạn hạn hán to, ta chưa có cách nào để trị tận gốc của nó. Ngày mai thổ địa mới sẽ tới vùng này để nhậm chức. Ta sợ ngày ấy pháp lực không đủ thì sẽ thành mối họa cho dân làng nếu con tà đó thoát ra dương gian. Ta bấm độn thì biết con nghiệt xúc ấy mới trải qua thiên kiếp, giờ này còn đang yếu lắm. Bà Đồng Danh run rẩy chắp tay lắp bắp: dạ, con xin nghe theo giao phó của thành hoàng. Một chàng cười uy mãnh vang lên trong màn đêm đen đặc và tiếng nói lại vọng ra: nó là con rắn da đỏ, đầu có màu, nó cắn chết hơn 100 mạng người. Đích thị là loài yêu nghiệt. Nó đang trốn ở hang đất sau nhà một người đàn ông sinh tuổi Mùi, mệnh lộ bằng thổ. Người này xương con dê, tướng tinh con gấu, lại khắc vợ khắc con, chỉ còn đúng một đứa cháu nội sống cùng. Con nghiệt xúc kia mới lột ra chưa lâu còn đang yếu lắm. Hãy cho người đến đánh chết nó, nhục thân của nó bị hủy tất mưa sẽ đến làng này không lâu. Bà Đồng Danh bị đến đây thì mặt mày tái mét rồi bảo: lúc ta ngẩng lên thấy thành hoàng đã biến mất từ bao giờ. Ta về luận hết sổ đinh trong làng và gieo quẻ thì biết đó là nhà của lão sử ở làng này. Bây giờ việc cấp rút là phải đến đó xác minh. Nếu quả thật có con nghiệt xúc đó thì bằng mọi cách phải đánh chết nó. Chính nó là thủ phạm gây ra hạn hán cho làng này. Cô Tránh lúc này hoảng hốt rồi ra lệnh: nếu thánh nhân đã có lòng cứu giúp, người trần mắt thịt như chúng ta chỉ đành nghe giao phó. Chúng mày đâu, chuẩn bị giáo mác cung tên gươm sắc sang đây. Nếu có con nghiệt thì phải giết ngay theo lời của cô đây. Vậy là cả đám chức sắc túa nhau ra về.
lệnh cho đám gia nhân đem theo dao rửa và một lần nữa hội quân ở đỉnh. Dưới ánh trăng thượng tuần và mấy chục bó đúc soi rọi, đã mấy ùn ùn kéo nhau sang nhà ông Sử. Lão Danh cũng có mặt trong đoàn người đó mà mừng thầm ở trong lòng. Tại căn nhà ba gian, ông Sử và ông Hữu còn đang thiêu thiêu ngủ thì hoàng hồn bật dậy khi thấy ánh sáng và rất đông người đang kéo tới. Vội vã lao ra khỏi sự tình, ngay lập tức ông bị tên cai lệ cho lính cản lại. Cô tránh chống gậy đi lên, quay sang đám cháy đinh rồi lệnh xét. Theo lời mách nước của bà Danh, đám mới vội vã tiến ra cái hàng đất to lớn sau vườn. Ngay lập tức cả đám gặp một phen hái hùng, ai nấy cũng đều nhìn nhau mà lắc đầu lẻ lưỡi. Dưới hốc đất có con rắn da đỏ to lớn khủng khiếp đang nằm cuộn mình im lìm. Thoáng thấy ánh sáng rọi vào nơi mình nằm, lại thêm tiếng xì xào bàn tán, con rắn giật mình tỉnh giấc. Nó khẽ ngóc đầu thở phì phò. Phần đuôi của con rắn da đỏ vẫn cuộn trong hang, còn phần đầu thò ra, màng banh rộng ra bằng hai bàn tay với tiếng rít dọa dẫm. Ông Sử lúc này vùng thoát, ông gào lên: "Chúng mày định làm gì để cho nó được yên?" Nhưng ngay lập tức ông bị cả đám túm chặt rồi ghì xuống đất. Ông Hiếu lao vào cứu bạn cũng bị đấm cho tóe máu mồm. Về phần đám người có mặt lúc đó, thoáng thấy con rắn cổng đồ đã mấy sợ hãi lùi hẳn lại, tiếng bàn tán lại rộ lên: "Thần nhân báo mộng đúng đây, đầu nó có màu kia kìa, đúng là con nghiệt xúc này. Nghe bảo nó là yêu quái đấy, thần nhân bảo nó cắn chết trăm mạng người, da nó đỏ như là máu. Nó to bằng cả cái cột nhà nhà cụ Chánh chứ chả đùa đâu." Lúc này đám chức sắc gồm thầy cai, cụ Chánh, ông Lý Trường và mấy bá hộ cũng trần trần đến nơi. Trong số đám gia đình đang theo hầu có cả cả đạt nổi tiếng là to gan, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Thằng cả đạn tay phải lăm lăm cây gậy gỗ lim đầu bọng sắt nặng trịch, tay trái giơ cao ngọn đuốc tiến lại gần xem xét theo lệnh của chủ. Chỉ thấy mấy giây sau, thằng cả đạn quay ra rồi bẩm tấu: "Dạ bẩm ông, bẩm các cụ, trong cái hốc kia đích thị là con rắn như lời của đồng phán. Tiên sư nhà nó chắc nó là thủ phạm của làng mình hạn hán đây, ra là con tà này nó tác oai tác quái." Ông bá nhậm chủ của thằng cả đạt gầm lên: "Mày đánh chết mẹ nó đi cho tao, tội đâu tao chịu." Thằng cả đạt chỉ đợi có như vậy mau mải tiến lại. Con rắn nãy giờ vẫn ngóc đầu thở phì phò. Thoáng thấy thằng cả đạt lầm lũi tiến sát đến hốc đất, con rắn da đỏ ngày càng bệnh mang, nhà rằng há mồm ra thủ thế. Cả hai thăm dò nhau mấy giây rồi bất thần con rắn phóng đầu nhắm thằng cả đạt mà mổ mạnh. Thằng cả đàn một thân võ nghệ nhanh chóng lách người tránh cú mổ chí mạng, đoạn nhanh tay chở cây gậy nặng trịch lên nhằm đầu của con rắn bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng cồm khô khốc vọng ra, kèm theo đó là tiếng rắc gãy gọn. Cây gậy gỗ lim nặng trịch gãy làm đôi, máu me trên đầu con rắn túa ra xịt đầy nền cỏ, thấm đẫm khoảng đất cạnh nền hang. Con rắn rất nhanh thu mình lại rồi chuyển nhanh khỏi hang trước sự ngỡ ngàng của dân làng. Nó phi thân vào đêm tối rồi mất hút ở bụi tre rậm rạp bên cạnh đó. Đám dân làng kinh hãi nhìn nhau, không ai bảo ai cùng co lại một chỗ. Cờ Tránh xe đám trái đinh đốt đuốc lục tìm nhưng lạ thay, con rắn to bằng cái cột nhà lại bật tâm bật tích như chưa từng xuất hiện. Chứng kiến sự ấy, cụ Báu là một người già nhất trong làng, chỉ biết thở dài cắm cảnh: "Làng này gặp họa rồi, rắn là loài có thủ tất báo. Phen này lại ngập tăng tóc thôi, khéo lại bỏ làng mà đi mất xác." Đám ấy nhôn nhau chia nhau để đi tìm, mặc cho ông Sử vật vã khóc lóc. Cùng lúc đó từ trong nhà hộp vàng mà con rắn da đỏ đã báo ơn đã bị lão Danh nẫng mất. Nhân lúc hỗn loạn, lão lùi nhanh về nhà, đem giấu vào cái tủ gỗ trong buồng và quay lại cùng dân làng tiếp tục lùng sục. Lần theo vết máu rơi lã chã trên nền đất, đám ấy rầm rắn nhau kéo đến tận đỉnh làng. Và điều làm cho dân làng hoang mang ấy là con rắn nằm cuộn thành búi, đầu gác lên một bức chân tượng thành hoàng, máu tươi thấm đẫm ra nền đỉnh, lan ra cả một khoảng rộng. Theo lời của bà Danh, đám ấy đem xác con rắn ra bãi đất sau đỉnh và dưới dầu hôi để đốt. Mùi lửa gặp dầu hôi bùng lên làm xác con rắn cháy ngùn ngụt. Nhưng cùng lúc đó trời đột nhiên nổi sấm sét đinh tai, tiếng động lớn quá làm cho cả đám thất kinh. Ngay sau tiếng nổ đó là một cơn mưa tầm tã trút xuống làng này.
Cơn mưa cuốn trôi bao nhiêu nóng nực, đánh bay cơn hạn hán, cứu vớt ruộng đầm. Từng hạt mưa cứ như tắt nước vào cuốn cả đi nỗi kinh hoàng trong lòng dân chúng về con rắn thành tinh. Nhưng mà điều làm cho ai nấy đều cảm thấy hoang mang, đó là cơn mưa tầm tã đến thế cũng không cách nào dập được ngọn lửa đang thiêu đốt cái xác khổng lồ kia. Dân làng mừng tám phần vì mưa đã quay lại, thế nhưng thêm hai phần rợn rợn vì con rắn thành tinh sẽ báo oán dân làng này. Sau cùng ai về nhà nấy, cố gắng cẩn trọng trong từng hành động thường ngày. Về phần của vợ chồng lão Danh, cơn mưa lớn vô tình ngập xuống biến kế hoạch của hai vợ chồng thành công hơn mong đợi. Giờ đây khi mà ngồi trong buồng với hộp vàng, cả hai đều sung sướng đến rợn người. Lão Danh bàn với vợ sẽ đem vàng này giấu đi, để một thời gian sau sẽ đem ra tiêu để tránh bị hiểm nghi. Sau cùng hai vợ chồng quyết định giấu vào trong chum gạo, trong góc buồng để tránh trộm cắp. Dẫu sao thì 30 quan tiền thưởng mà ban nãy cụ Tránh trích ở quỹ làng ra cũng đủ để cho hai vợ chồng thảnh thơi một thời gian. 10 ngày sau khi mà con rắn da đỏ bị đánh chết và đốt xác, ông Sử vì xót xa cho nên đổ bệnh to. Vì việc ấy cho nên đứa cháu nội cùng với ông Hữu phải túc trực luôn ở bên cạnh. Về phần của đôi vợ chồng gian tham kia, sau khi nhận được tiền thưởng hậu hĩnh vì trừ được con rắn thành tinh, đem mưa đến cho dân làng, vợ chồng lão còn được người làng cung phụng như vua chúa, điện thờ lúc nào cũng sáng dầu đèn và rất nhiều đồ cúng tế. Sống trong cảnh thừa mứa là vậy, song lão Danh lại không vui. Bởi lẽ sau cái đêm mạo danh thánh thần để giết con rắn có màu đỏ, chẳng hiểu sao mộ danh vợ lão đột nhiên ốm to. Khác với ông Sử ấy là mụ không nằm liệt giường liệt chiếu, nhưng toàn thân bại hoại như mất sức, lúc nào cũng than ngứa than ngáy và đau đớn như ăn một trận đòn như xương. Tối nào mụ cũng vùng dậy, sau khi chợp mắt không lâu, miệng nói làm nhảm những câu đầy vô nghĩa. Mấy đêm liền thức trông vợ, lão Danh mệt mỏi thiếp đi biết bao lần. Giấc ngủ nặng nề là vậy, mà chẳng hiểu sao độ gần đây, lũ chuồn trong nhà lại trở trứng, lộng hành nhiều xa. Đã mấy lần đang mơ màng trong cơn mộng mị, lão Danh chợt choàng tỉnh khi nghe bọn chúng lục lạo nổi niêu. Nhưng hễ trở dậy thì đuổi đi thấy nổi niêu vẫn ở nguyên, chẳng hề thấy bóng dáng của con chuột nào cả. Vậy mà sáng ra đã thấy đám thịt trâu đựng trong cái nồi đồng đã biến mất không thấy tăm hơi, dù nắp vùng vẫn đậy chặt. Và trên đó ngay hòn gạch mộc để lên ở vị trí cũ, cứ như quỷ như ma. 4 ngày liền thịt thà ca múa mất liên tiếp, lão Danh đã bắt đầu xót của. Mấy hôm sau đó lão mất công canh chừng, để xem mặt mũi lũ quái thai nào lèn vào trong bếp nhà mình mà ăn vụng. Nhưng hiểu được ý định của lão, bọn chúng lại trở nên im hơi lặng tiếng như chưa từng có mặt. Oái oăm thay mỗi khi mà mệt mỏi quá, vừa chợp mắt một chút chúng lại đại náo cái bếp. Cơ hôm trăng thượng tuần sáng tỏ, hắt ánh sáng nhạt nhạt soi vào kẽ hở của cửa sổ bên đầu hè, làm cho căn phòng lờ mờ sáng. Lờ mờ giấc ngủ lão Danh như thấy một bóng người đi lại quanh nhà. Bóng người đó như là lướt đi trên mặt đất, mờ ảo thoát ẩn thoát hiện và chợt biến mất lúc lão mở tròn mắt ra. Nhiều lần như vậy nhưng lão vẫn cho là mình mơ ngủ cho nên nhìn gà hóa cuốc. Càng ngày bệnh tình của mụ Danh lại càng trở nặng. Một tuần trước mụ vẫn đi lại bình thường, đến nay đã nằm bẹp một chỗ, đáy ỉa đều do một tay của lão dọn dẹp. Những lúc mà lão Danh đi đâu, mụ chỉ có thể đồn luôn ra giường và nằm im trong đống uế thải. Vì lẽ đó cho nên căn phòng của hai vợ chồng luôn bốc mùi thum thùm, giống như là một cái buồng đi cầu vậy. Cái mùi ấy ám cả vào quần áo của lão Danh, cả vào đầu tóc mặt mũi không chỗ nào không có mùi. Ngoài việc ấy, mụ còn đẻ ra thêm một căn bệnh rất kỳ lạ, đó là mụ bị chốc da. Thường màng da trên người của mụ bong dần ra, hệt như là rắn đột ra. Mời hết ông lăng nọ đến ông lăng kia cũng chẳng ăn thua. Sau cùng lão đành phải chấp nhận sống chung với người vợ bệnh tật. Vì căn buồng hôi thối quá cho nên lão chuyển vợ ra gian nhà ngoài nằm. Để tiện đêm hôm còn bưng bô đi đổ. Một điều khác làm cho lão thấy lạ là từ khi bị đổ bệnh, vợ của lão rất thích ăn đồ sống. Gỏi cá gỏi tôm phàm là thứ gì còn tươi giói là mụ rất thích ăn. Những thứ đó dạo còn khỏe mụ chớ hề động đũa đến một miếng.
Nghe vợ bị ốm đau cho nên đổi khẩu vị, lão cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Cho đến hôm đó, người họ hàng ở làng bên có đám giỗ của bà cụ thân sinh đánh tiếng mời lão sang để uống rượu. Lâu lắm rồi mới được tụ tập họ hàng chè chén, cho nên lão uống hơi nhiều và say túy húy. Nhờ thằng cháu họ đưa về nhà, mới vào đến trong nhà lão loạng choạng ngã xuống giường và ngủ ngay. Lão không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, có lẽ là tầm nửa đêm. Lão ú ớ và choàng tỉnh vì cảm thấy một bên mặt cứ nhột nhột. Cảm giác ấy hệt như có một cây lưỡi ướt át vừa liếm vào mặt của lão. Phần vì chưa tỉnh ngủ, phần vì hơi rượu vẫn còn, làm cho đầu óc ong ong, thần trí mơ hồ, cho nên lão đoán con chó vàng giở trứng nhảy lên giường liếm mặt của mình. Nhưng mà mở mắt ra thì làm gì có ai. Lão danh đưa tay lên sờ má thì vẫn thấy một lớp dịch nhơm nhớp dính đầy một bên mặt. Lão ú ớ rồi nhìn quanh. Giờ khi ngó sang bên cạnh nơi vợ của mình nằm, lão chợt giật mình khi thấy vợ của lão bây giờ vẫn chưa ngủ. Mùa danh cứ mở mắt nhìn chừng chừng thẳng mặt của chồng. Điều làm cho lão danh hoảng hơn đó là đôi mắt của mụ lại rực sắc xanh lè như là mắt mèo trong đêm tối. Lão vội bật dậy co lại một góc giường rồi hoảng kinh hét lớn. Trời đất ơi, bà làm cái gì nhìn tôi trừng trừng vậy hả? Trong đêm khuya, tiếng quát của lão cất lên rất to, làm cho mụ danh giật mình. Cùng với động tác đó, gương mặt của mụ đột ngột thay đổi sắc thái rất nhanh. Hai con ngươi không lấp lánh như ánh sáng kỳ dị ban đầu. Cái môi cửa mộ lại chế xuống như sự cố hữu lâu nay. Nhưng biểu hiện khác lạ là sắc mặt cửa mộ tỏ ra nét tiếc rẻ, như là vừa tuột mất một điều gì đó. Thế vợ của mình có biểu hiện lạ, đêm đó lão dành chẳng dám ngủ lại. Lão ngồi co mình chậm ngâm thao thức mãi đến lúc cả gáy sáng. Mà đến sáng thì lão mới có thể chợp mắt. Xong ngủ dậy đến trưa lão lại trở dậy. Vì nhớ hôm nay có một buổi gặp mặt bạn cũ ở xa về làng chỉ ít hôm. Vì còn nắm mạnh việc hôm qua, cho nên lão Danh không dám uống nhiều mà về nhà khi trời chưa tối hẳn. Lão Danh mới về được nửa đường thì trời đổ mưa. Mưa lớn được tắt nước, sấm giận chớp loà chẳng chịt khắp chân trời. Mưa lớn hệt như đêm vợ chồng lão hò nhau rồi dùng dân làng đi giết con rắn da đỏ. Đoạn đường trở nên trơn trượt trong ánh sáng lóa mắt của tia lửa trời. Đến nhà lão vội vã lao lên hàng hiên. Đang tính mở cửa thì nhà lão Danh chợt dừng lại. Con chó vàng trung thành không chạy ra mừng như mọi khi, không biết nó lại tót đi đâu mất. Sự nhớ đến biểu hiện quái lạ của vợ đêm qua, lão Danh khe khẽ đẩy cửa, hé mắt nhìn vào bên trong. Cốt lần để xem vợ mình đang làm gì. Cánh cửa với bàn lề xoay đi trong tiếng kêu cót két. Và ngay trong giây phút ghé mắt vào, trước mắt của lão hiện ra một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Vợ của lão đang ngồi xổm trên giường, hai hàm răng ngoác to ra hít cỡ. Đôi tay đang giữ chặt thân con chó vàng, cố đút đầu nó vào trong miệng. Điều bộ hệt như là loài rắn đang cố nút chừng con mồi. Con chó có lẽ đã chết cho nên toàn thân mềm mặt. Cái đầu rất ở cổ họng làm toàn thân con chó lắc lư. Chết cứng mấy giây, lão Danh đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng thiết trực trào. Một tiếng sét nổ đánh xuống kéo lão tỉnh dậy. Sẵn cây gậy gỗ chống ở hiên, lão chộp lấy lao vào trong nhà rồi vùng lên nhắm thẳng đỉnh đầu của vợ, giáng một nhát cật lực. Mùa Danh ngã vật xuống, con chó bị đút nút ở cổ họng cũng ngã nhào theo, máu me văng ra cả một khoảng với đám dịch ốc hòa cùng phân vẩn nước tiểu. Thân thể của mụ vặn vẹo co quắp rồi hộc đi một tiếng chết tươi tại trận. Biết vợ của mình bị vong rắn báo oán, lão Danh kinh hãi lao vào trong buồng tính lấy số vàng và bỏ làng đi. Nhưng khi vừa thọc tay vào chum gạo, vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy mặt của lão tái mét, hoảng hốt khi nhận ra có một thứ gì đó ngoe ngoại luồn qua tay của mình. Lão vội vã rụt tay lại, cùng với động tác đó lão kéo trong chum gạo ra một búi rắn. Búi rắn đó như là một đám búi rối quấn chặt cổ tay của lão. Thân người của chúng uốn éo, tiếng khè khè phát ra như dọa nạt. Lão thét lên rồi vùng vẫy, đám rắn bị ngắt văng ra tứ phía, sau ngay lập tức lao lại rất nhanh. Một con, năm con, rồi mười con. Mười nhát bộ đem theo kịch độc bập vào mặt của lão, cổ lão, chân tay của lão và hạ bộ. Lão Danh chết trong sự đau đớn thấu xương, chết vì kịch độc của rắn đập,
chết vì tham vọng ác độc của chính bản thân mình. Quay trở lại với gia đình của ông Sử, sau khi đỡ bệnh lại tiếc thương con rắn da đỏ, ông Sử rủ ông Hiếu cùng mình đem vật liệu ra cái hang đất để lập nên một ngôi miếu thờ vong. Lúc đem gỗ ra đến nơi, cả hai giật mình khi thấy trong lòng hang có một hộp gỗ. Mới nhìn qua, ông Sử nhận ra đó là hộp vàng mà con rắn báo ơn cứu mạng hôm nào. Mấy hôm trước ông Sử không thấy đâu, vậy mà nay lại thấy nằm trình hình ở đây. Ông Sử đem số vàng chia cho ông Hiếu ba nén và thuật lại gốc các số vàng này. Cả hai ông ngậm ngùi bắt đầu dựng miếu. Đang làm trần, cả hai giật mình khi nghe tiếng kêu thét của đứa cháu nội nhà bên. Tá hỏa lao lên, ông Sử và ông Hiếu cả kinh khi thấy thằng bé nằm vặn vẹo trên nền nhà. Hai mắt của thằng bé trợn ngược, mồm há ra, da rẻ tím tái. Ông Sử thét lên rồi lao lại, chỉ thấy trên cổ của thằng bé có hai dấu răng rắn rất to, vòng ra quanh đó sưng nề, vết cắn còn quá mới. Thằng bé thẳng ngắt ra, nhịp tim yếu dần rồi chết tươi trong tay của ông nội mình. Cùng lúc đó ở vườn sau, con rắn đựng da vàng hôm nào đang trườn nhanh vào đêm tối. Vì ông Sử bắn chết tình nhân của nó cho nên đêm nay nó mò về để báo oán. Đòn thù tàn độc đó biến làng này ngập trong màu khăn trắng tang. Vì sau cái chết của cháu mình, ông Sử cũng thất cổ chết trong buồng vào một đêm mưa gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.